Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 30. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy chép mọi lời ta đã phán cùng ngươi vào trong sách. Đức Giê-hô-va phán: Này những ngày đến, bây giờ ta sẽ đem những kẻ bị phu tù của dân Israel và dân Giu-đa ta trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ khiến chúng nó về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó, và chúng nó sẽ được đất ấy làm sản nghiệp. Đây là những lời của Đức Giê-hô-va đã phán về Israel và Giu-đa. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Chúng ta đã nghe tiếng run rẩy sợ hãi, chẳng phải tiếng bình an. Hãy dò la, hỏi thử, có phải ấy là đàn ông sinh đẻ không? Làm sao ta thấy mọi người nam đều lấy tay đỡ lưng mình như đàn bà đang sinh đẻ? Làm sao mặt ai nấy đều tái xanh đi? Khốn thay, ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp, nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Trong ngày đó, ta sẽ bẻ ách nó khỏi cổ ngươi, sẽ dứt dây trói ngươi. Dân ngoại sẽ không bắt nó phục dịch nữa, nhưng chúng nó sẽ hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và Đa-vít vua mình mà ta sẽ dấy lên cho. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Gia-cốp, ngươi là tôi tớ ta, chớ sợ chi. Hỡi Israel, đừng kinh hãi. Vì này, ta sẽ cứu ngươi từ phương xa và dòng dõi ngươi từ đất bị đày. Gia-cốp sẽ trở về được yên lặng an ổn, chẳng có ai làm cho nó sợ hãi. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta ở cùng ngươi, đặng giải cứu ngươi. Ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã làm cho ngươi tan lạc trong đó, nhưng ngươi thì ta không diệt hết. Ta sẽ sửa phạt ngươi có chừng mực, song chẳng hề để cho ngươi khỏi hình phạt. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Vết thương ngươi không chữa được, dấu vết ngươi nặng lắm. Chẳng ai lấy cớ ngươi cầu thay để ngươi được ràng buộc, ngươi chẳng có thuốc chữa. Mọi kẻ yêu ngươi đã quên ngươi, không hỏi han ngươi. Vì ta đã đánh ngươi bị thương như kẻ thù đánh, sửa phạt ngươi như người hung ác sửa phạt. Bởi cớ sự gian ác ngươi dồn dập, tội lỗi ngươi thêm nhiều. Sao ngươi kêu la vì vết thương mình, sự đau đớn ngươi không phương chữa? Ấy là vì cớ sự gian ác ngươi dồn dập, tội lỗi ngươi thêm nhiều mà ta đã làm cho những sự này. Cho nên mọi kẻ nuốt ngươi sẽ bị nuốt, mọi kẻ đối địch ngươi, mỗi một người sẽ bị làm phu tù. Những kẻ bóc lột ngươi sẽ bị bóc lột, còn mọi kẻ cướp giật ngươi, ta cũng sẽ phó cho sự cướp giật. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chữa lành thân thể ngươi và chữa vết thương ngươi. Vì chúng nó đã gọi ngươi là kẻ bị bỏ mà rằng: Ấy là Si-ôn, chẳng ai ngó ngàng đến. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ đem các nhà trại Gia-cốp trở về khỏi sự phu tù. Ta sẽ thương xót chỗ ở nó. Thành này sẽ xây lại trên gò nó. Cung điện sẽ có người ở như thuở xưa. Sự tạ ơn và tiếng của kẻ reo vui sẽ ra từ chúng nó. Ta sẽ làm cho số chúng nó thêm nhiều ra, và chúng nó sẽ không kém đi. Ta cũng sẽ làm cho chúng nó vinh hiển, chẳng còn là thấp hèn. Con cái chúng nó sẽ y như ngày trước, hội chúng nó sẽ đứng vững trước mặt ta, và ta sẽ phạt mọi kẻ hiếp đáp chúng nó. Vua chúng nó sẽ ra từ trong chúng nó, quan cai sẽ ra từ giữa chúng nó. Ta sẽ khiến người lại gần, thì người sẽ đến gần ta. Vì ai đã có sự dạn dĩ đến gần ta? Đức Giê-hô-va phán vậy. Như vậy, các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Này, cơn bão của Đức Giê-hô-va, tức là cơn thạnh nộ của Ngài đã phát ra, một cơn bão lớn, nó sẽ phát ra trên đầu kẻ dữ. Sự nóng giận của Đức Giê-hô-va chẳng trở về, cho đến chừng nào Ngài đã làm
và đã trọn ý toan trong lòng Ngài. Trong những ngày sau rốt, các ngươi sẽ hiểu điều đó. Chương 31. Đức Giê-hô-va phán: Trong lúc đó, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của hết thảy họ hàng Israel. Chúng nó sẽ làm dân ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Dân sót lại thoát khỏi gươm dao, tức là Israel đã được ơn trong đồng vắng, khi ta đi khiến chúng nó được yên nghỉ. Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ kéo ngươi đến. Ta sẽ dựng lại ngươi, thì ngươi sẽ được dựng, hỡi gái đồng trinh Israel. Ngươi sẽ lại cầm trống cơm làm trang sức, đi làm một với những người nhảy múa vui vẻ. Ngươi sẽ lại trồng vườn nho trên núi Samari, những kẻ trồng sẽ trồng và sẽ được hái trái. Sẽ có ngày, những kẻ canh trên các núi Ephraim kêu rằng: Hãy trỗi dậy, chúng ta hãy lên núi Sion, đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy trỗi tiếng reo vui vì Gia-cốp, hãy hò hét lên vì dân làm đầu các nước. Khá rao truyền ngợi khen mà rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu dân Ngài là dân còn sót của Israel. Này, ta sẽ đem chúng nó về từ xứ phương Bắc, nhóm lại từ các đầu cùng đất. Trong vòng chúng nó sẽ có kẻ đuôi, kẻ què, đàn bà có nghén, đàn bà sinh đẻ, hiệp nên một hội lớn mà trở về đây. Chúng nó khóc lóc mà đến, và ta sẽ dắt dẫn trong khi chúng nó nài xin ta. Ta sẽ đưa chúng nó đi dọc bờ các sông, theo đường bằng thẳng, chẳng bị vấp ngã. Vì ta làm cha cho Israel, còn Ephraim là con đầu lòng ta. Hỡi các nước, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va, hãy reo lời ấy ra trong các cù lao xa. Khá nói rằng: Đấng đã làm tan lạc Israel sẽ thâu nhóm nó lại, sẽ giữ như kẻ chăn giữ bầy chiên mình. Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, cứu khỏi tay kẻ mạnh hơn. Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn, sẽ trôi chảy đến ơn phước của Đức Giê-hô-va, đến lúa mì, rượu mới, dầu và con nhỏ của chiên và bò. Lòng họ sẽ như vườn đượm nhuần, chẳng buồn rầu chi nữa hết. Bây giờ gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ vui chung, vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn rầu. Ta sẽ làm cho lòng các thầy tế lễ chán chê vì đồ ăn béo. Dân ta sẽ no nê về ơn phước của ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Tại Rama nghe có tiếng than thở khóc lóc đắng cay. Ra trên khóc con cái mình mà không chịu yên ủi về con cái mình, vì chúng nó không còn nữa. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy nín tiếng ngươi, đừng than khóc, mắt ngươi đừng sa lụy, vì công việc của ngươi sẽ được thưởng. Chúng nó sẽ trở về từ xứ kẻ thù. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Sẽ có sự trông mong cho kỳ sau rốt của ngươi, con cái ngươi sẽ trở về bờ cõi mình. Ta nghe Ephraim vì mình than thở rằng: Ngài đã sửa phạt tôi, tôi bị sửa phạt như con bò tơ chưa quen ách. Xin Chúa cho tôi trở lại, thì tôi sẽ được trở lại, vì Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi. Thật, sau khi tôi bị trở lại, tôi đã ăn năn. Sau khi tôi được dạy dỗ, tôi đã vỗ đùi. Tôi nhuốc nha hổ thẹn vì đã mang sự sỉ nhục của tuổi trẻ. Vậy thì Ephraim há là con rất thiết của ta, là con mà ta ưa thích sao? Mỗi khi ta nói nghịch cùng nó, ta còn nhớ đến nó lắm. Cho nên ta đã động lòng vì nó. Phải, ta sẽ thương xót nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy dựng nêu, đặt trụ chỉ lối. Hãy để lòng về đường cái, nơi đường ngươi đã noi theo. Hỡi gái đồng trinh Israel, hãy trở về các thành này thuộc về ngươi. Hỡi gái bội nghịch, ngươi sẽ đi dông dài cho đến chừng nào? Vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên một sự mới trên đất.
ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam. Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời Israel phán như vậy: khi ta đã đem những phu tù trở về, thì trong đất Giu-đa và các thành nó, người ta sẽ còn nói lời này: hỡi chỗ ở của sự công bình, núi của sự thánh khiết kia, nguyền xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi. Giu-đa cùng mọi thành nó, những người làm ruộng và những kẻ dẫn bầy sẽ ở chung tại đó. Vì ta đã làm cho lòng mệt mỏi được no nê và mỗi lòng buồn rầu lại được đầy dẫy. Bây giờ tôi thức dậy, thấy giấc ngủ tôi ngon lắm. Đức Giê-hô-va phán: này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ lấy giống người và giống thú vật mà gieo nơi nhà Israel và nhà Giu-đa, như ta đã canh giữ chúng nó đặng nhổ, phá, đổ, diệt và làm khốn khổ thế nào, thì ta cũng sẽ canh giữ để dựng và trồng thể ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói: ông cha ăn trái nho chua mà con cháu phải ghê răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì sự gian ác mình. Hễ ai ăn trái nho chua thì nấy phải ghê răng vậy. Đức Giê-hô-va phán: này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Giu-đa. Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ai Cập, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng: hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Đức Giê-hô-va là đấng đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên để nổi sóng nó gầm thét. Đức Giê-hô-va vạn quân là danh của Ngài phán rằng: nếu lệ luật đó mất đi khỏi trước mặt ta, thì bây giờ dòng giống Israel cũng sẽ thôi không làm một nước trước mặt ta đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: nếu trên có thể đo được trời, dưới có thể dò được nền đất, thì cũng vậy, ta sẽ bỏ trọn cả dòng giống Israel vì cớ mọi điều chúng nó đã làm. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: này, những ngày đến, khi thành sẽ được xây lại cho Đức Giê-hô-va, từ tháp Hananeen cho đến cửa góc. Dây đo sẽ giăng thẳng qua trên đồi Gareb và vòng quanh đến đất Goa. Cả nơi trũng của thây chết và cho, hết thảy đồng ruộng cho đến khe Sết-rôn và đến góc cửa ngựa về phía đông, đều sẽ được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va và đời đời sẽ không bị nhổ đi và đổ xuống nữa. Chương 11. Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy. Lại cũng nhờ đó, dầu người chết rồi, hãy còn nói. Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chứng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời,
và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó, người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mà mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người, lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàng con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: ấy bởi trong Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Ngươi tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình. Bởi đức tin, Isaac chúc phước cho Jacob và Esau về những sự hậu đến. Bởi đức tin, Jacob lúc gần chết chúc phước cho hai con của Joseph và nương trên gậy mình mà lại. Bởi đức tin, Joseph lúc gần qua đời nói về việc con cháu Israel sẽ đi ra và truyền lệnh về hài cốt mình. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập, vì người ngửa trong sự ban thưởng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ai Cập không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Bởi đức tin, người giữ lễ vượt qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Israel. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập thử đi qua bị nuốt mất tại đó. Bởi đức tin, các tường thành Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh 7 ngày. Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám. Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Giê-phê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê,
bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó, dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Thi Thiên 71. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài, chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Chúa giải cứu tôi và làm tôi được thoát khỏi. Hãy nghiêng tai qua tôi và cứu tôi. Xin Chúa làm hòn đá dùng làm chỗ ở cho tôi, hầu cho tôi được vào đó luôn luôn. Chúa đã ra lệnh cứu tôi, vì Chúa là hòn đá và là đồn lũy tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin hãy cứu tôi khỏi tay kẻ ác, khỏi tay kẻ bất nghĩa và người hung bạo. Vì Chúa Giê-hô-va ơi, Chúa là sự trông đợi tôi và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu. Tôi nương dựa trên Chúa từ lúc mới lọt lòng. Ấy là Chúa đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi. Tôi sẽ ngợi khen Chúa luôn luôn. Tôi như sự lạ lùng cho nhiều người, nhưng Chúa là nơi nương náu vững bền cho tôi. Hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen và sự tôn vinh Chúa. Xin Chúa chớ từ bỏ tôi trong thì già cả, cũng đừng lìa khỏi tôi khi sức tôi hao mòn. Vì những kẻ thù nghịch nói nghịch tôi, những kẻ rình rập linh hồn tôi, đồng mưu cùng nhau mà rằng, Đức Chúa Trời đã bỏ hắn, hãy đuổi theo bắt hắn vì chẳng có ai giải cứu cho. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ đứng xa tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin mau mau đến giúp đỡ tôi. Nguyện những cừu địch linh hồn tôi bị hổ thẹn và tiêu diệt đi. Nguyện kẻ nào tìm làm hại tôi bị bao phủ sỉ nhục và nhuốc nhơ. Nhưng tôi sẽ trông cậy luôn luôn và ngợi khen Chúa càng ngày càng thêm. Hằng ngày miệng tôi sẽ thuật sự công bình và sự cứu rỗi của Chúa, vì tôi không biết số nó được. Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Tôi sẽ nói về sự công bình của Chúa, chỉ nói đến sự công bình của Chúa mà thôi. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu, cho đến bây giờ tôi đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi, cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến. Hỡi Đức Chúa Trời, sự công bình Chúa rất cao, chính Chúa đã làm công việc cả thể. Hỡi Đức Chúa Trời, ai giống như Chúa? Chúa là đấng đã cho chúng tôi thấy vô số gian truân đắng cay, sẽ làm cho chúng tôi được sống lại và đem chúng tôi lên khỏi vực sâu của đất. Chúa sẽ gia thêm sự sang trọng cho tôi, trở lại an ủi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi cũng sẽ dùng đờn cầm mà ngợi khen Chúa, tán mỹ sự chân thật của Chúa. Hỡi đấng thánh của Israel, tôi sẽ dùng đờn sắt mà ca tụng Ngài. Môi và linh hồn tôi mà Chúa đã chuộc lại sẽ reo mừng khi tôi ca tụng Chúa. Cả ngày lưỡi tôi cũng sẽ nói lại sự công bình của Chúa, vì những kẻ tìm làm hại tôi đã bị mắc cỡ và hổ thẹn cả. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.
Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.